Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Nhà An. Hôm nay Bếp Nhà An thèm ăn món cà tím nướng mỡ hành, nhưng do mình đang ở lại chỗ làm nên không có bếp than để nướng, vì vậy mà mình phải nướng bằng bếp ga. Thì sẵn dịp này mình quay clip chia sẻ với các bạn cách làm luôn nha. Ở đây mình có 4 trái cà tím mình đã rửa sạch rồi, và nửa chén hành lá. Hành lá này là mình để trong ngăn đông tủ lạnh đó các bạn, cho nên nó đông rồi, do mình không có hành lá tươi. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình một cái chảo không dính nha. Sau đó các bạn bắt lên bếp, rồi các bạn cho cà tím vào. Khi cho cà tím vào các bạn để lửa nhỏ nha. Rồi mình cứ trở đều như vậy nè. Cà tím nó nóng thì mình trở đều. Mình trở đều cho tới khi nó chín thì thôi nha các bạn. Nếu như nhà các bạn có cái gấp á, thì các bạn dùng cái gấp để các bạn trở nha. Còn ở đây mình không có cái gấp cho nên mình đeo cái bao tay vải như thế này nè. Mình trở cho nó không có bị nóng á. Rồi các bạn cứ trở đều như này cho tới khi nào nó chín nha. Cái này là mình nướng được 15 phút rồi đó các bạn. Mình trở được 15 phút rồi nè, nó vàng rồi nè các bạn thấy không? Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm nước sốt để trang lên cà tím nha. Các bạn cho vào đây 2 muỗng cà phê đường. Một tí xíu muối, các bạn dùng 2 ngón tay các bạn chụm này, tí xíu muối thôi nha. 1/3 muỗng canh tỏi. 5 muỗng canh nước tương. Nước tương ở đây mình dùng nước tương Tam Thái Tử nha, các bạn dùng nước tương nào cũng được. Sau đó các bạn đun sôi dầu rồi các bạn chế vào nha. Dầu mình đã đun sôi rồi nè các bạn, mình chế vào nha. Sau đó mình trộn đều lên. Mình nướng cà tím của mình trên cái chảo được 20 phút á là nó chín rồi đó các bạn. Xong rồi mình lấy xuống, mình bóc vỏ ra nha. Hồi nãy mình quên bấm máy quay cho nên mình không có quay được cái đoạn đó cho các bạn. Nhưng các bạn bóc hết vỏ ra. Theo là mình dùng con dao, mình cắt nó ra nha các bạn, cho dễ ăn. Rồi, tiếp theo là mình chan mỡ hành lên nha các bạn. Sau đó các bạn cắt nhỏ ra cho vừa ăn với gia đình mình nha.